rưỡi được. Đấy, hôm nay mình lại tiếp tục đưa chị Ngọc đi gì nhỉ? Xử lý vết thương bỏng nhá. Đi này, đi rửa lại mọi người, đỡ nhiễm trùng. Đúng rồi. Nhìn trông mọi người nhìn đi, đen xí hết tay này, nhìn thấy chưa? Đấy. Mọi người trông hôm nay chị Ngọc có xinh gái không? Không xinh mà. Đầu đi gội. Đi tắm. Chưa tắm nên rất là bẩn luôn, nhìn thấy tóc bết luôn ấy. Đấy. Đấy. Bác sĩ chuẩn bị đây, mọi người nhìn thấy vết thương nha. Khoan chị ơi, đừng quay. Quá là kinh luôn. Người có tay về vệ sinh để xem rồi nhá. Không rửa tay là cũng bị như mình đấy. Không rửa tay là sẽ bị là gì nhỉ? Người ta gọi là hoại tử. Nghĩa là cái da đấy chết luôn đấy. Phải cắt đi mọi người ạ. Thối luôn đấy. Mình cắt đi mình cho vào tủ kính làm kỷ niệm. Đồ vật kỷ niệm mà. Đùa thôi chứ mình nhìn tay mình cũng thấy thương cơ. Nhưng mà dần này không quan trọng. Không quan trọng sao lại nó xấu hay đẹp. Mình chỉ quan trọng khỏi đúng không? Nhanh khỏi thôi. Mình thèm chặt gà lắm rồi. Thèm chặt gà chặt vịt lắm rồi. Có biết chặt đâu mà thèm. Mày lại bốc phét. Bây giờ mày xem video của anh anh nào? Hoàng Xôi bé nhỏ chưa? Hay anh Quảng nhỉ? Chặt có... nguyên con vịt con gà. Có biết chặt không? Chặt biết chặt sao? À thế thì còn giỏi hơn cả anh của em rồi. Anh của em không biết chặt gà như thế nào luôn. Thành đàn ông luôn, tại thành đàn bà. Ừ, thì bây giờ ông gần thành đàn ông luôn còn gì nữa. Đây, mình bác sĩ chuẩn bị kiểm tra lại vết thương. Ngứa chắc là. Xem cái em này, xem em út xem này nó hình dáng nào. Chắc là ăn da lon. Em ngón cái là bị mông mủ nặng nhất trong tất cả các ngón. Nhìn bảo chú kinh. Mình thèm buộc tóc lắm rồi. Tóc tai lúc nào cũng buộc qua là trông nó kinh nó giả. Nhỉ. Mình trông. Thế mà anh của em vẫn yêu được. Thế mà tóc thì bù xù. Một tuần không tắm. Đầu thì bết. Đấy. Mọi người xem. Một tuần không tắm được rồi. 7 ngày không tắm và một tuần. Mới có 7 ngày không phải một tuần. Đấy. Hay bốc phét này nữa. Thực ra bốc phét này còn nó đúng. Phải tin rồi. Đang có chen gì nhỉ? Trái đất là điểm nhấn gì nhỉ? À, cái gì nhỉ? Quên rồi, cũng quên mất cái trái đất gì rồi đấy. Quên mất rồi. Mình không gội đầu cho tóc bết thành điểm nhấn mọi người ạ. Tóc thì bết. Tóc thì bết. Đẹp trai thì mới có nhiều lý yêu. Đẹp trai mới có nhiều lý yêu. Thế không đẹp trai là không có người nhiều người yêu không? Có yêu. Nhưng mà người ta yêu không thật. Nhưng mình anh chọn cái đẹp trai đâu mình vẫn yêu rồi. Ừ. Anh của em nó là đẳng cấp của sự đẹp trai đúng không? Bốc phét tí cho tay nó đỡ đau. Bốc phét tí để chuẩn bị bác sĩ cắt tay luôn mọi người nhé. Mọi người xem. Chuẩn bị cắt tay nơi. Quá là kinh khủng. Mình chỉ dám quay xa cho các bạn xem thôi. Tại vì những cái vết máu mê là chính sách của YouTube cấm rồi ạ. Nên là mình không dám đâu. Mình chỉ quay xa cho mọi người cảm thấy gì nhỉ. Mình sẽ review với mọi người nhé. Đúng rồi. Cảm thấy gì nhỉ? Sự đau đớn của Phạm Ngọc khi bị như này. Bác sĩ đang cởi băng và kiểu máu với là vết thương có ra nhiều nó dính hết băng vào. Còn để vỡ da mới đau này. Vỡ da nhức người luôn. Nhức người luôn thật, dính hết vào vết thương. Dính hết vào mà. Nhưng mình mạnh mẽ lắm. Ừ. Tại vì hôm qua hôm qua cũng đi xem rồi. Rất là đau. Đau đâu, mũi đốt.
Nhưng kiểu mũi đốt inox rồi nhá. Mũi đốt đi ni nốc. Đây gọi là ni nốc thôi. Đấy, mọi người xem cảm xúc của Phạm Hoàng khi bỏ vết thương ra rồi. Tí mình về cho anh Toại xem. Được. Xem anh Toại thương hết nước luôn. Đây chỉ là giấc mơ thôi mọi người nhá, giấc mơ thôi. Mình hãy mơ luôn đi, cho cái này nó đỡ đau. Một giấc mơ và mình đến nhân vật chính mọi người ạ. Chuẩn bị tháo băng nhé. Tháo băng để rửa qua vết thương ấy, cho nó sạch sẽ này. Cứ một ngày là mà mình lại rửa một lần. Cảm xúc mà nó đã tạo ra khuôn mặt luôn rồi. Bác sĩ đang rửa đi cho nó sạch sẽ mọi người ạ.